Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tập hợp cái máy in 3D. Chốt nhạc nghe nhé. Bật rất là cách cạn. Thì đây là sách hướng dẫn này. Chắc cả cái tầng trên này. Chắc từ tầng là một. Chắc kỹ tôi viết này. Kẹp và găng tay. Rơi USB lên. Đây là cái mình nghĩ là cái này có thể dùng để trang trứng được. Phần đấu nguồn AC. Đây là khung thân máy. Dây kết nối. Thước. Trục vít me. Đây là giá để nhựa. Bảng hiển thị. Ở đây sử dụng LED 20.4, LCD 20.4. Đây là bo mạch điều khiển. Có kèm theo hai cái áo thẻ và thẻ u thẻ nhớ này. Loát QR code. Thì thẻ này dùng để loát QR code. Đầu lọc thẻ nhớ dạng USB. Các cái khung này và công tắc hành trình. Công tắc hành trình của trục Y và trục Z. Quạt. Dây thíp. Rồi. Ở tầng thứ 2, đầu tiên là một cái bàn nhiệt này. Đây, thứ tự các chân và nguồn cấp. Ở đây nhà cung cấp đã khuyến mại cho một vật nhựa. Mặt bàn. Một tổ ong.
nguồn này là nguồn 12V 25A. Đây là các cái ốc vít này. Đấy. Người ta đã chia thành các cái loại khá là rõ ràng. Tiếp đến là trục Z. Đây. Hai cái động cơ của trục Z này. Tiếp theo là cái trục X và đầu phun nhựa. Trên có các cái quạt tản nhiệt. Đây là động cơ của trục Y. Dây nguồn AC. Dưới hết rồi. Thì, bây giờ mình sẽ bày ra đây và sẽ đi qua cho các bạn xem một lần. Thì trên đây mình vừa giới thiệu các cái thành phần và các cái thành phần để cấu tạo nên cái máy in 3D. Thì chắc là ngày mai bọn mình sẽ dựng lên máy và review cho các bạn xem về các cái sản phẩm đầu tiên. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.